À, dạ vâng. À, em Hằng xin chào đại gia đình nhé. À, hôm nay thì em cũng quay một cái bộ ghép này là tầm giá anh em nào đang cần tìm trong cái tầm tiền mà 20 triệu quay đầu mà nghe nhạc vàng thì một bộ này thì đừng bỏ lỡ cơ hội của bạn ấy nhé. Vâng, đây là một bộ loa. Đây ạ. Một đôi loa là Beatone FS610. Vâng, bass 30. Nó rất là đẹp. Vâng. Đây ạ. Và một bộ là tắp be này, và một âm ly này, và một cái hẹn giờ. Cái tắp be này thì nó rất là hay để cho anh em dùng, và nó là chỉ nó chạy có hai đồng hồ vu. Vâng, hai đồng hồ này thì là nó rất là hay để cho anh em lựa chọn nè. Đây ạ. Cho nó chạy vào băng. Nó hay ở hai cái đồng hồ ạ. Vâng, nó rất là hay. Thế nên là cái này là thu ghi rất là tốt. Con này là con tắp be 4700. Vâng, 7G. Và một cái âm ly của nó là 4500G. Vâng ạ. Là một bộ như thế này, anh em đang cần tìm đến tầm từ 20 triệu quay đầu một bộ, vừa nghe nhạc vàng và có thể chiêm được karaoke. Vâng, có thể liên hệ cho em Hằng, đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Đây ạ, vẫn là số điện thoại quen thuộc của em 0912572434, địa chỉ 19 ngõ Trần Cao Vân, Chợ Rời, phố Huế, Hà Nội ạ. Bên em là chuyên ghép đồ. Vâng, và logo của em vẫn là bên âm thanh Khánh Hằng, cơ sở 1. Cả nhà giúp em nhé, liên hệ cho em. Và những cái em này của nó thì nó quá tuyệt vời trong cái tầm giá của anh em đang cần tìm. Bây giờ mời cả nhà cùng em Hằng thưởng thức một bộ này nhé.
Vâng, cả nhà vừa được em Hằng cùng em Hằng thưởng thức một bộ ghép và rất là tầm giá. Anh em mà cần tìm đến cái tầm 20 triệu quay đầu thì liên hệ ngay cho em nhé. Theo số điện thoại của logo bên âm thanh Khánh Hằng. Vâng, chụp cho em cái các visit nhé. Vâng, cái logo ạ. Vâng ạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tầm này mà đang có dịch thì anh em cứ ngồi nhà đi. Em Hằng sẽ ship hàng tới tận nhà cho cả nhà nhé. Vâng ạ.